Hôm nay trên bàn mình có một chiếc Redmi Note 8. Nhưng đây không phải phiên bản như những lần trước đâu các bạn nhé. Đây là một phiên bản rất đặc biệt mà mình vừa nhập về được cách đây vài hôm. Mình cũng chả để ý nữa, hôm nay mình bóc hộp ra thấy đẹp quá thì hôm nay mình sẽ làm clip để cho anh em xem luôn. Đây là chiếc Redmi Note 8 ở 6GB và màu tím anh em nhé. Cái màu này là gần như là đầu tiên về luôn. Màu tím anh em ạ, màu tím, nó không phải màu xanh tím đâu mà nó là màu tím luôn. Bây giờ mình bóc hộp cho anh em mục sở thị luôn nhá. Ok, máy là nguyên siêu này. Bản 6GB này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cái màu ở đây hơi lạ không? Đó, bây giờ mình sẽ bóc hộp nhá, nguyên siêu luôn. Mình chỉ cần dùng móng tay thôi. Đặt cái luôn. Ok, chúng ta có thể nhìn thấy sơ qua. CPU là 665, pin là 4000 mAh này. Đó. Cái này có theo sạc nhanh luôn. Giá sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán rẻ lắm anh em nhá. Bản 6GB mình bán 3750, riêng cái màu tím này đắt hơn 100 là 3850 nhá. Giá mình đang báo hiện tại là đầu tháng 12 ấy. Thì về sau có thể thay đổi. Các bạn cập nhật giá của sản phẩm này ấy, thì các bạn cứ vào đường link phần phía dưới mô tả nhá. Cứ vào link ở phía dưới mô tả để xem giá cập nhật cụ thể con này từng ngày một luôn. Ok các bạn. Đây. Tất cả các thứ kèm theo thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Ở trên này nó có một ốp lưng bằng silicone trong suốt này. Sách rất là dụng và cả giấy bảo hành ở đây. Nhưng cái này thì chúng ta không quan tâm bởi vì là cái bên sản phẩm này bên mình bảo hành là 1/1. Có thể lên đến 15 tháng các bạn nhá. Nên không quan tâm đến cái này bởi vì mình bảo hành theo email mà cũng không cần dán tem bảo hành luôn. Sản phẩm này bên mình bảo hành ưu việt cho anh em luôn. Ồ, mình để sang này xem cùng sạc cáp xem này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy ngay có sạc nhanh này. Đúng không? Sản phẩm này có theo sạc nhanh luôn, 3.0. Đó, các bạn nhìn đây. Đây, sản phẩm của chúng ta đây. Một chiếc Redmi Note 8 màu tím. Đó, chúng ta có thể nhìn đường gân màu tím ở trên màn hình không? Ok nhá, cùng lật đường sau nào. Đó. Quái. Nhìn cái trên này nó cứ xanh xanh. À, nhưng mà thực ra là màu tím này anh em nhá. Nhìn nó hơi xanh xanh. Đây, chờ chút mình sẽ lấy cái màu xanh để cho anh em xem cụ thể luôn. So sánh nó khác nhau nào. Ở trên camera, cái camera của mình hơi đẻo thành ra nó không nhìn rõ cái màu tím, nhưng cái màu tím nó khác biệt luôn anh em ạ. Đây. Đây anh em nhá, màu xanh cái này. Đây là màu xanh mà anh em vẫn hay mua này, còn đây là màu tím này, anh em có thể nhìn nó khác không? Đó, màu tím rất đẹp luôn đúng không? Và đặc biệt đây là bản 6GB mà giờ giá rẻ lắm. Năm nay anh em mua Xiaomi giáp Tết, anh em mua Xiaomi rất rẻ luôn. Bản 4GB này hiện tại bên mình đang bán với mức giá chỉ có 3.550.000 thôi. Còn bản 6GB mình bán mức giá là 3.750.000, 3.850.000, hơn 2-300 anh em nhé. Để mua sản phẩm này thì anh em cứ vào đường link phần phía dưới mô tả để đặt hàng cũng như là để xem giá cụ thể sản phẩm này. Mua trực tiếp anh em có thể qua địa chỉ là 170 Lạch Tray, Hải Phòng. Thank you.